Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật ta nói thật với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, Cha ta sẽ tôn vinh nó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, trong sách Công vụ Tông đồ kể lại việc phó tế đầu tiên của hội thánh, Thánh Stefano tự đạo dưới sự điều khiển của một thanh niên tên là Saulo, nhưng sau này chàng trai Saulo đã được Chúa Giêsu mời gọi để trở thành tông đồ Phaolô, nhiệt tình đầy hăng hái cho nước Chúa. Nhưng trước đó ông đã vấy máu vào việc đổ máu của thánh phó tế Stefano, vị phó tế đầu tiên của giáo hội. Giáo hội muốn chọn, đúng hơn các thánh tông đồ muốn chọn một vị phó tế để phụ giúp các ngài trong việc bàn ăn cũng như phục vụ những người nghèo và phục vụ những bà quá. Đến khi nhiều thế kỷ sau đó thì chúng ta thấy thánh phó tế Lorenzo, mặc dù không hề có mặt trong kinh thánh và cũng không hề được kinh thánh vinh danh như thánh Stefano, thế nhưng cái đời sống và cách thức mà thánh Lorenzo để lại thì cũng na ná tương tự như những quan niệm và cách sống của thánh Stefano. Trước hết, thánh phó tế Lorenzo quan niệm rằng cuộc đời của ngài là hạt lúa miếng. Chúa có thể làm mọi sự để hạt lúa có thể sinh hoa quả trong tay Chúa, và ngài đã chấp nhận đi đến cùng trong đức tin. Và nhất là thánh phó tế Lorenzo luôn luôn quan niệm người nghèo là những con người cần phải được quan tâm, cần phải được chăm sóc, thì cũng giống y như ơn gọi mà thánh Stefano thuở ban đầu đã được mời gọi để thực hành trong tác vụ phó tế của mình. Đặc biệt hơn, khi đã bị bắt ở tù, lúc đó thánh nhân đang ở bên cạnh Đức Thánh Cha và coi như được cai quản tài sản của hội thánh. Thế thì vị quan đưa chấp nhận cho thánh Lorenzo trở về để gom góp tài sản thu nộp cho nhà nước, lúc bấy giờ là nhà nước Bắc Đạo của hoàng đế Dario. Nhưng điều mà chúng ta thấy thánh phó tế đã hiên ngang kiên cường bất chấp đến sự nổi giận của vua chúa quan quyền, đó là ngài cũng đã thực hành bằng cách thu gom tài sản của hội thánh thật. Thế nhưng ngay sau đó ngài kêu gọi tất cả những người nghèo đến với mình và phân phát cho tất cả những người nghèo, và chỉ vào cả một đám đông đang bơ vơ nghèo khổ, ngài bảo rằng đây là tài sản của hội thánh. Và bây giờ Đức Giáo Hoàng bị tử đạo, cũng như bản thân ngài, người quản lý của tòa thánh bị tử đạo, thì chúng tôi, tòa thánh, xin trao lại tài sản này, tức là trao lại một đám dân nghèo cho nhà nước. Và với thái độ hết sức ngạo mạn với những kẻ cầm quyền như vậy, cuối cùng thánh phó tế Lorenzo bị người ta trả thù một cách ác độc, trả thù đến mức tận cùng,
đó là xiềng Ngài lại trên chiếc giường sắt và thiêu Ngài cho đến khi Ngài không còn có thể trăn trở được. Người ta đã không hành hình Ngài bằng một nhát gươm hay bằng một mũi giáo đâm, lại hành hình Ngài dưới ngọn lửa, bởi họ muốn trả thù cái sự ngạo mạn mà Ngài đã đối xử với họ. Anh chị em thân mến, không phải người ta giết người là người ta hết căm thù, chưa chắc. Bởi khi sự giết người trút ra từ bàn tay của mình để hành hạ người mà họ căm thù, thì họ có thể làm tất cả những gì kinh khủng nhất, và cũng có thể nói được là hoàn hảo nhất trong cái sự căm thù ấy. Mà anh chị em biết là người ta căm thù mà căm thù cách hoàn hảo để thực hành những hành vi hoàn hảo trong sự căm thù đó, thì có nghĩa là người ta dẫn nạn nhân của họ đi tới cùng cực, đi tới đỉnh điểm của sự đau khổ, của sự ác mà họ dành cho. Cho nên việc tàn bạo mà người đời dành cho nhau không phải chỉ trả thù là hết, mà người ta còn có thể trong quyền lực của mình, họ tưởng chừng như họ trả thù trong tất cả sự căm giận và trút lên sự căm giận đó những gì ác nghiệt nhất, tàn bạo nhất, khủng khiếp nhất, tang thương nhất. Thế nhưng những nạn nhân của những vụ trả thù hãi hùng như vậy thì mới thật là những anh hùng, mới thật là những con người mang đức tin của mình cho đến diệu kỳ, cho đến mức khải hoàn, cho đến mức không còn đủ từ ngữ để diễn tả nổi cái mà những nạn nhân của những kẻ ác có thể tuyên xưng đức tin một cách anh dũng như vậy. Và đó chính là bằng chứng của cái chết mà Thánh Phó Tế Lorenzo đã để lại. Y như ngày xưa, đứng trước những viên đá mà những người Do Thái có thể ném vào mình, Thánh Stefano đã tuyên xưng đức tin và đã nói trong cơn hấp hối, đã la lên trong cơn hấp hối khi mình có thể từ từ ngã xuống và những viên đá lấp lấy mình, rằng xin Chúa tha cho họ. Thì nay Thánh Lorenzo cũng vậy, cũng với một thái độ đầy ngạo mạn với kẻ thù cho đến giờ chết, thánh nhân cũng trút hơi thở trong tiếng thều thào với Chúa Giêsu, xin ơn tha thứ cho những người đang hành hình mình. Tất cả những điều đó cho thấy bằng chứng của những con người không biết giận những kẻ giận mình, không biết trả thù những kẻ đang căm tức và trút hết ngọn thù trên tất cả những hành hình mà họ có thể nghĩ ra, và cũng không bao giờ biết cách để có thể trả lại cho những kẻ hành hình mình một sự căm ghét, một sự tức giận nào. Các ngài thật là thánh, thánh trước khi đã tử đạo, thánh trước khi tử đạo chứ đừng nói là thánh sau khi đã tử đạo. Và như vậy chính là môn đệ của Chúa Kitô, như vậy chính là hình bóng, tái diễn hình bóng của Chúa Kitô trên thập giá xưa. Nơi đó tất cả chúng ta là những con người, những thế hệ đi sau phải luôn luôn học lấy, phải luôn luôn mang trong tâm tư mình tất cả những cách thức sống của một Kitô hữu chính danh. Và vì các ngài đã chính danh trong đời Kitô hữu của mình như vậy, cho nên các ngài không biết run sợ là gì. Thì chúng ta bước theo Chúa Kitô cũng là những con người trở thành kẻ mang danh Chúa Kitô một cách mạnh mẽ, dữ dội như thế, thưa anh chị em. Để hôm nay chúng ta không phải chết vì đức tin thì chúng ta phải sống vì đức tin. Để hôm nay chúng ta không tử đạo bằng bất cứ một hình thức tử đạo nào, thì ngày hôm nay bằng đời sống đức tin của mình, bằng đời sống của một Kitô hữu, bằng đời sống của người môn đệ Chúa Kitô, dẫu trải qua những thăng hay trầm, dẫu trải qua những hạnh phúc hay bất hạnh trong đời mình, chúng ta chỉ có một lòng tin duy nhất, một đức mến duy nhất, một sự cậy trông duy nhất vào Chúa của mình. Đó phải là ngọn đuốc sáng cho đời Kitô hữu. Chúa Kitô không ai khác ngoài người là chủ tể của đời mình,
là gia nghiệp của đời mình, là sức mạnh của đời mình, là sự sống và nguồn sống của đời mình, là lẽ sống của đời mình. Thưa anh chị em, phải như vậy thì chúng ta mới có thể nói là mình sống hôm nay để có thể ngước nhìn và bước theo cái chết của những anh hùng tử đạo của chúng ta. Nguyện xin Chúa Kitô với tình yêu lớn lao của Người ban sức mạnh của Thánh Thần để tất cả chúng ta dù gì thì ở giữa đời này vẫn chỉ một mình Người là lẽ sống duy nhất, là ngọn cờ của đời chúng ta.